xác định việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy thực hiện thẳng lời mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách về bảo hiểm y tế. Hàng năm, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chỉ tiêu về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mà nghị quyết của Đảng và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đặc biệt, năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 31 ngày 9 tháng 9 năm 2022 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Để chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đi vào cuộc sống, đến với các tầng lớp nhân dân, 15 năm qua, công tác phổ biến chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và chỉ thị số 38 luôn được các cấp các ngành trong tỉnh chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Sau 15 năm triển khai thực hiện, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Cái lợi ích của bảo hiểm y tế là khi mà mình đóng bảo hiểm với là thì khi mà bị bệnh hiểm nghèo hoặc là những cái bệnh thường thì có lợi ích rất là lớn cho cái người dân đó. Đấy, giống như có những người mà họ không đóng thì giống như bị cả cái bệnh nặng như thế này thì cái chi phí để mà điều trị là rất chi tốn kém. Giống như mình đóng thì chỉ có mình chịu 20%. Giờ trên nếu mình có cái bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế khi mình đi viện thì hắn đưa cái đồng tiền đó, nhưng mà có như làm thì không làm được nữa. Để người dân được tiếp cận thu hưởng đầy đủ các chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, mạng lưới y tế trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được đầu tư củng cố và hoàn thiện từ tỉnh đến tuyến cơ sở. Các cơ sở khám chữa bệnh đã tích cực chủ động triển khai thêm các kỹ thuật mới, phương pháp mới đáp ứng được nhu cầu của người dân. Chất lượng công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từng bước được nâng lên. Người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, quyền lợi được đảm bảo. Đặc biệt, đến thời điểm này, Quảng Bình đã có 176 trên 176 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện sử dụng căn cước công dân gắn chip trong đăng ký khám chữa bệnh. Tôi đến là chỉ cần xuất trình cái căn cước công dân gắn chip là cả cô đón tiếp là đã làm thủ tục cho tôi nhập viện rất là nhanh chóng. Tôi hay đi khám bệnh viện đa khoa Trung Hải đi. Là chúng tôi mọi thủ tục nhanh gọn, chính xác và chúng tôi chỉ cần nạp thẻ là bộ phận quét QR là ra thủ tục nhanh chóng và mọi thông tin đầy đủ. Cùng với sự ra đời của ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một bước tiến lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội. Thay vì tốn thời gian vào việc làm thủ tục giấy tờ, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt, việc này tạo sự thuận tiện cho người dân vì không phải mang theo nhiều loại giấy tờ, đồng thời hạn chế tối đa việc người dân mượn thẻ bảo hiểm y tế của người khác để khám chữa bệnh. Trước đây khi mà người bệnh chỉ sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế để đăng ký khám chữa bệnh thì nhân viên y tế là mất rất nhiều thời gian trong cái quá trình mà tiếp đón, vì là phải xác minh thông tin của người bệnh, nhất là các cái trường hợp mà thẻ bảo hiểm cũ hoặc là bị mờ thì là cái quá trình mà mình phải xác minh thông tin rồi đó có phải là người bệnh đó hay không thì sẽ là mất thời gian. Nhưng mà từ khi mà áp dụng cái đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân và sinh trắc học vân tay thì là thời gian chờ đợi của người bệnh đã được giảm, tại vì là cái căn cước tất cả các cái thông tin của người bệnh đã được tích hợp vào trong căn cước, thì khi mà người bệnh chỉ cần lấy số thứ tư thì tất cả các cái thông tin của người bệnh đã được tích hợp vào máy và nhân viên y tế chỉ cần chọn phòng khám để mà bệnh nhân vào khám chữa bệnh, cho nên là cái thời gian chờ đợi là giảm hơn và người bệnh cũng hài lòng hơn ạ. Trong 15 năm qua, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Số đối tượng tham gia, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước và hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tính đến hết năm 2023, số người tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh là 842.104 người, tăng 426.135 người so với năm 2009.
đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 93%, tăng gần 44% so với năm 2009. Trong giai đoạn 2009-2023, đã có 12.908.440 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền thanh toán là 6.577.457 triệu đồng. Năm 2023 có 1.064.090 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng gần 60% so với năm 2009. Cùng với số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng, số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng tăng qua từng năm. Nếu năm 2009 số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 108.629 triệu đồng, thì đến năm 2023 là 892.178 triệu đồng, tăng hơn 8 lần so với năm 2009. Có hơn 7.800 người được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ 50 đến 100 triệu đồng. Trong đó có hơn 1.800 người được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trên 100 triệu đồng. Qua đó, cho thấy chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa đã đạt được một số kết quả nổi bật là số người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được tăng lên. Nếu như năm 2009 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện chỉ đạt 80% dân số, thì cho đến thời điểm hiện tại tỷ lệ bao phủ đã tăng lên trên 91%. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là ngày càng được nâng cao, và với việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và công tác giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh được tăng cường, thì đã đảm bảo được cái quyền lợi cho người dân có thể bảo hiểm y tế và tạo được cái lòng tin của người dân đối với cái chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các chính quyền của địa phương trên địa bàn để cùng tuyên truyền để người dân hiểu, nắm cụ thể hơn, để đến năm 2025 phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh là 95,3% và đạt mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban tỉnh giao, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các vướng mắc khám chữa bệnh và giải quyết các cái chế độ cho người dân, tạo niềm tin cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ngành bảo hiểm xã hội, đã đưa lại nhiều kết quả quan trọng trong mở rộng đối tượng tham gia và thụ hưởng những lợi ích thiết thực của bảo hiểm y tế, đảm bảo tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia, với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vì vậy, trong những năm qua, nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, nhiều người dân đi khám chữa bệnh có chất lượng dịch vụ tốt hơn. Đặc biệt, những người có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lớn. Vì vậy, chính sách bảo hiểm y tế là điểm tựa cho những người dân an tâm trong lao động sản xuất và khám chữa bệnh thường xuyên. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm y tế trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, tăng cường công tác truyền thông, đổi mới phương pháp tuyên truyền, đảm bảo hiệu quả thực chất vào từng vùng, từng miền để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo hiểm y tế, kiện toàn, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu, nhân viên thu, bao phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Chính sách bảo hiểm y tế là một trong hai trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ nhằm hướng tới chăm sóc tốt nhất sức khỏe nhân dân. Sau 15 năm tổ chức triển khai chỉ thị số 38, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, đã nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, cũng như nhận thức của người dân, góp phần đưa chính sách bảo hiểm y tế ngày càng lan tỏa trong cuộc sống, tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.